Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video ngắn nói về hợp âm hay nhé các bạn nhé. Thì mình có chia sẻ những cái hợp âm hay, hợp âm dễ chơi để các bạn dễ nhưng mà hay, để cho các bạn mới chúng ta tham khảo và chúng ta học. Nhưng bạn biết rồi thì chúng ta cứ xem như đây là một cái video mà chúng ta cần bổ sung đó, thêm một cái gì đó thì các bạn góp ý vào cho mình để mình sửa. Ok, thì video hôm nay mình sẽ nói về những cái hợp âm ở trên tông mi trưởng nhé. Mi trưởng đây đúng đây. Thì hôm nay mình sẽ bấm cái hợp âm mà khi mà chúng ta chơi đàn đấy các bạn, mình chơi những hợp âm đơn thuần thì nó sẽ không hay, thì nó không phải không hay mà nó kiểu bị quen đấy các bạn, bị quen thuộc ấy. Đó, bấm mi trưởng này thì chúng ta thay vì mi trưởng chúng ta bấm như này thôi, hai nốt thôi. Đó, bấm 2 giây này. Rê thăng và si. Đó, chỗ này ngăn bấm 2 giây này trên ngăn 4. Đó, dây dây bé là không chơi nha, không bấm nha. Dây bé không bấm, dây bé là để hở ra để buông. Đó, mình sử dụng ngón áp út, hai ngón này, còn ngón út mình bấm vào 2 giây 3 và dây 2 trên ngăn 4. Đó, bấm này, bấm nguyên này. Đó, gầy bát này, bát 2 3 4 3 2. Thì chúng ta sẽ chơi như sau. Cái gầy thì bát 2 3 2 4 2 3 2 1 thôi. Okay, cách gảy như nào không quan trọng, hôm nay là chúng ta quan trọng chúng ta học cái được cái hợp âm nhá. Ok, hợp âm này. Đó, cách chơi nhá. Bấm này. Đó, bấm 2 giây này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy dây bát nhá. Dây bát đầu tiên là dây mi, dây trên cùng này. Đó, dây mi. Đó. Đó, lại nhá. Thế là chạy này. Đó, nó vượt tay mình. Đó, đây nhá, mình gảy lại nhá. Bấm vào dây mi trên dây 5 này. Dưới vẫn giữ nguyên không buông. Đó. Đó. Tiếp theo mình bấm xuống dây dưới luôn, đô thăng luôn. Đó, trên này, chuyển xuống đây. Tiếp theo mình sẽ buông ra, gảy dây 5. C. À, nốt ngón 2 bấm vào C và hai ngón này vẫn giữ nguyên, không phải chặn nữa, cái này không phải chặn nữa nha các bạn nhé, mà mình bấm đúng một nốt dây trên này thôi, dây này thôi, bấm dây này thôi và hai ngón này giữ nguyên, thế là kêu. Đó, đánh vòng này, vòng các bạn xem nhé. Đây là cái vòng hợp âm mà chúng ta chơi đó, nó rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ giữ hai cái nốt sau này thôi và chỉ chuyển bên này thôi đúng không? Chỉ chuyển các cái âm bát thôi đó. Đó, cái vòng vô cùng dễ, mọi người đều ai cũng có thể chơi được đúng không? Đó, rất dễ. Ok, thì mình hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn tập và hợp âm cũng như là tập và điểm hát, chúng ta áp dụng vào điểm hát đó thì nó cũng hay đúng không? Đó, bây giờ mình thử để áp dụng một bài hát cho các bạn xem nhé. Như cái vòng hợp âm chúng ta hay chơi CGAMF hoặc là MCGD đúng không, thì chúng ta chơi thì chúng ta đổi thành tông mi thì nó sẽ này, ví dụ như cái bài bài gì nhỉ,
bài ba kể con nghe cũng đánh được kiểu này luôn. Đánh nhá. Khi xưa ba bé hơn đàn, thì đang bằng đàn là sao lớn. Bài hát kiểu gì? Nghe nhạc con nghe nhạc. Đó, nói chung là cái bài như kiểu dạng như ba kiểu nghe cái bài vòng âm nó chỉ là C G A M F thôi thì có thể hát được những cái kiểu như này. Đó. Hoặc là cái bài 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 yêu nhá của Min là yêu là cùng nhau chung tay đi dẫn con đường. Nói chung là những cái bài cái vòng hợp âm do son la fa như C G A M F hoặc là E M C G D, những cái vòng đấy thì chúng ta có thể chơi những cái bài hát có cái vòng đấy, chúng ta có thể sử chuyển thành tông mi trưởng để chúng ta chơi vào cái vòng hợp âm này. Đó, nó là mi này, là C này, đô thang thứ này, để la. Đó, thế thôi, rất dễ đúng không cái vòng này. Ok, hy vọng cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video ngắn nói về hợp âm hay nhé các bạn nhé. Thì mình có chia sẻ những cái hợp âm hay, hợp âm dễ chơi để các bạn dễ nhưng mà hay, để cho các bạn mới chúng ta tham khảo và chúng ta học. Nhưng bạn biết rồi thì chúng ta cứ xem như đây là một cái video mà chúng ta cần bổ sung đó, thêm một cái gì đó thì các bạn góp ý vào cho mình để mình sửa. Ok, thì video hôm nay mình sẽ nói về những cái hợp âm ở trên tông mi trưởng, yeah, mi trưởng đây đúng không? Đó. Đây, thì hôm nay mình sẽ bấm cái hợp âm mà khi mà chúng ta chơi đàn đấy các bạn, mình chơi những hợp âm đơn thuần thì nó sẽ không hay, thì nó không phải không hay mà nó kiểu bị quen đấy các bạn, bị quen thuộc ấy. Bấm mi trưởng này thì chúng ta thay vì mi trưởng chúng ta bấm như này thôi, hai nốt thôi. Đó, bấm hai dây này, Re thăng và C. Đó, chỗ này ngăn bấm hai dây này trên ngăn 4. Đó, dây bé là không chơi nha, không bấm nha. Dây bé không bấm, dây bé là để hở ra để buông. Đó, mình sử dụng ngón áp út hai ngón này. Hai ngón này, ngón út mình bấm vào hai dây 3 và dây 2. Trên ngăn 4. Đó. Bấm này, bấm nguyên này. Đó. Gầy bát này, bát 2 3 4, được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ
chơi như sau. Cái gầy thì bát 23, 24, 23, 21 thôi. Đó thì ok, cách gầy như nào không quan trọng. Hôm nay là chúng ta học cái được hợp âm nhá. Ok, cái hợp âm này. Đó, cách chơi nhá. Bấm này. Đó, bấm hai dây này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy dây bát nhá. Dây bát đầu tiên là dây mi, dây trên cùng này. Đó, dây mi. Đó. Dây mi trên dây 5 này. Dưới vẫn giữ nguyên không buông đó. Đó. Tiếp theo mình bấm xuống dây dưới luôn, đô thang luôn. Đó, trên này này, chuyển xuống đây. Tiếp theo mình sẽ buông ra, gảy dây 5. C. À, nốt ngón 2 bấm vào C và hai ngón này vẫn giữ nguyên. Không phải chặn nó, cái này không phải chặn nó nha các bạn nhé, mà mình bấm đúng một nốt dây trên này thôi. Dây này thôi, bấm dây này thôi và hai ngón này giữ nguyên. Thế là kêu. Đó, đấy vòng này, vòng cho các bạn xem nhé. Vòng hợp âm mà chúng ta chơi đó, nó rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ giữ hai cái nốt sau này thôi và chỉ chuyển bên này thôi đúng không? Chỉ chuyển các cái âm bát thôi. Đó. Đó. Cái vòng vô cùng dễ, mọi người đều ai cũng có thể chơi được đúng không? Đó, rất dễ. Ok. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn tập và hợp âm cũng như là tập và điểm hát, chúng ta áp dụng vào điểm hát đó thì nó cũng hay đúng không? Đó, bây giờ mình thử để áp dụng một bài hát cho các bạn xem nhé. Như cái vòng hợp âm chúng ta hay chơi C G A M F hoặc là M C G D đúng không? Thì chúng ta chơi thì chúng ta đổi thành tông mi thì nó sẽ này. Ví dụ như là cái bài gì nhỉ? Cái bài Ba Kể Con Nghe cũng đánh được kiểu này luôn, đánh nhá. Khi xưa ba bé hơn đàn thì đang lang lang ra sao lang đó mình không hát được mình nó lại khó hơn đôi tay nhỏ bé đó khi nghe nhạc con nhẹ nhàng cái bài hát kiểu gì nghe nhạc con nghe nhạc đó, nói chung là cái bài như kiểu dạng như ba kiểu nghe cái bài vòng âm nó chỉ là C G A M F thôi thì có thể hát được những cái kiểu như này đó, hoặc là cái bài yêu nhá của Min là yêu là cùng nhau chung tay đi dẫn con đường. Nói chung là những cái bài, cái vòng hợp âm
đô son la fa như CGMF hoặc là EMCGD, những cái vòng đấy thì chúng ta có thể chơi những cái bài hát có cái vòng đấy, chúng ta có thể sử chuyển thành tông mi trưởng để chúng ta chơi một cái vòng hợp âm này. Đó, nó là mi này, C này, đô thang thứ này, để la. Đó, thế thôi. Rất dễ đúng không? Cái vòng này ok. Hy vọng cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.